Còn đây là các khu vực bè của Vũng Rô đấy các bạn. Hương biển, mình thấy khách du lịch đang ở đây, xung quanh làng bè khá nhiều, nuôi tôm, nuôi ốc, nuôi cá. Giờ mình tiếp tục hành trình nào. Lúc nãy thì mình quay lại, mình rẽ ngang xuống đường Hồ Văn Hóa Vũng Rô, mình băng ngang qua thì nó nhanh hơn, mà cái đường nó dốc quá. Khu vực này thì nó chuyên về các làng bè, các đồ ăn hải sản rồi. Nãy giờ mình đi ngang qua khá là nhiều, giờ mình tiếp tục chạy thẳng đường quốc lộ 29. Nãy mình tính đi luôn đoạn quốc lộ 29 chứ, tại vì mình thấy cái đường không có hố cũng rồi, nó băng ngang quay xuống đây luôn, ai ngờ nó dốc quá. Bên phải mình là khu di tích đoàn tàu không số, di tích lịch sử. Giờ mình cách mũi điện còn 4 cây nữa. Thank you.
Đường quốc lộ 29 này mình thấy đi thoải mái hơn độ đèo cả. Với lại nó đỡ ít dốc cao hơn. Đây mình để thấy đường nó đặn với ít đoạn cua gấp. Tuy họ còn 28 cây nữa. Giờ bắt đầu đường nó rộng rãi hơn rồi. Hôm nay mình đi chủ yếu là trải nghiệm cái cung đường quốc lộ 29 này thôi. Rồi mình đi tới Phú Yên, Tuy Hòa thì sẽ dừng chân chơi đá tí rồi đi tiếp. Tại là đây là đoạn đường Đông Hồ rồi. Mũi Điện thì đi qua quẹo phải có một đường nhỏ nên mình chạy vô đi Mũi Điện. Phía dưới là cũng có một cái khu du lịch ở dưới đó. Mình có thể gửi xe mình vào đó mình tham quan. Ở đây có một số xe người ta dừng lại để người ta chụp hình check-in Mũi Điện.
Thì nhìn bên tay phải thì bưu điện là khu vực bên đó, ở phía dưới là một bãi tắm. Ở đây có quán nước nhỏ để cho mình check in ở đây. Thì mình thấy thì mình đi sớm thì mình có thể ngắm bình minh. Rồi, phía trước là một bãi biển rộng. Bắt đầu xuống dốc rồi các bạn. Tiền bè cũng khá là nhiều. Chỗ này thì mình sẽ thả dốc từ từ xuống. Rồi, cái này cũng là một khu vực bãi tắm luôn đây. Có một bãi dừng chân đỡ mình check in. Mình thấy phía dưới là có một cái lều trại với thiền sấp, chắc mọi người đi cắm trại qua đêm ở đây. Thank you.
giờ mình tiếp tục cuộc hành trình nè. Đây là khu vực bãi tiên, thì này nãy mình vừa mới check in quay lại. Thì khu vực này mình đang check in cũng khá là nhiều. Nãy giờ mình ngồi đó mà xe ra vô cũng đông. Phía trước mặt mình là đồi cát, mình thấy cũng trải dài và rộng. Để ngay chỗ khu vực mình đi ngang qua thì nó cũng có thuê máy xe để chạy trên cát. Giai đoạn này mình đi là bắt đầu đi về phía Đông Hòa. Thì khu vực này thì mình nghĩ chắc là hết cảnh biển rồi. Trời đường này bắt đầu nhỏ lại, không rộng như lúc nãy. Đường đoạn này thì nó hơi xấu tí. Chắc nó sau này nó sẽ làm lại đường này thôi, chứ mình thấy đường này hơi xấu. Mà trong đoạn từ đoạn đèo cả xuống quốc lộ 29 thì đường ta làm mới nên còn dễ chạy. Thank you.
Đây là Phước Tân. Đây là đoạn dọc quanh quốc lộ 29 này các bạn, hai bên đường. Thì mình vừa mới chạy qua thị xã Đông Hòa, giờ mình chạy tiếp tục chạy đến Phú Lâm thôi. Hai bên đoạn đường quốc lộ 29 này còn khá là vắng, thưa dân. Chủ yếu hai bên đường là đồi dương, xương rồng. Gió ở đây cũng đang khá là mạnh, tại vì ở ngay sát rìa biển luôn. Chạy thêm một đoạn nữa là chuẩn bị tới ngay chỗ sân bay Phú Lâm rồi. Đây là sân bay Phú Lâm. Đoạn đường bên phải mình đang sửa đường, không đi được. Bây giờ mình chuẩn bị chạy vào thành phố Tuy Hòa. Phía trước kia là cầu Hùng Vương. Mình đi qua đó thì để tới khu vực trung tâm thành phố Tuy Hòa.
Rồi, giờ đây mình sẽ đi tới đại lộ Hùng Vương. Đại cầu Hùng Vương đây. Bây giờ cũng đã là 9 giờ rưỡi rồi. Mình đi từ lúc 7 giờ. Nãy giờ cứ đi và dần đỡ mình check in. Nên đến đi hồ này cũng nãy giờ đi là cũng được 2 tiếng rưỡi. Như cầu Hùng Vương này bắt qua sông Đà Răng thì phải, mình cũng không nhớ rõ nữa. Giờ đây thì đã vào trung tâm thành phố Tuy Hòa. Giờ mình sẽ chạy thẳng luôn thì sẽ tới tháp Nghinh Phong. Nếu mình đi thẳng luôn thì sẽ ra quốc lộ 1A luôn. Tại vì đường này nó nói thẳng. Cái đi hết đại lộ Hùng Vương này là sẽ tới quốc lộ 1A. Đi xuống phía này là như là quảng trường của Phú Yên Tuy Hòa đây. Thank you.
đây là quảng trường 1 tháng 4, đường Lê Duẩn. Ở đây có một công viên nhỏ nữa, công viên 26 tháng 3. Bây giờ thì mình sẽ chạy tới mũi Kinh Phong, rồi sau đó đi vòng vòng Tuy Hòa. Nếu mình đi đường Hùng Vương thì nó sẽ đông hơn, nên mình mới liệu phải đi xuống đường này, thì nó cũng đi qua tới mũi Nghinh Phong thôi. Ở phía dưới là một đoạn đường ven biển nha, nãy mình không đi đường đó. Giờ mình bắt đầu để phải để tới mũi Nghinh Phong. Đường Nguyễn Hữu Thọ. 10 năm trước thì khu vực này mình tưởng tới đây là nó chỉ là một bãi cát thôi. Giờ đây nó làm được phát triển du lịch, phía trước kia là mũi Nghinh Phong đó các bạn. Mà giờ nắng quá, mình cũng lười ghé nữa. Xe du lịch nhiều. Trước kia khu vực này nó còn hoang sơ lắm, giờ này nó thay đổi khá nhiều rồi.
trước đó mình từng học ở đây. Giờ mình sẽ quay lại mũi Nghinh Phong một lát, dừng đó mình check in đi, giờ vẫn cũng còn sớm. Nắng quá các bạn. Bây giờ mình cũng đông quá nữa.